mà vào cửa xem tuồng bây giờ tuồng gì mới được, phải không? Thưa chứ quý vị, vậy thì bây giờ tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, phải chuyển xây trái đất một bầu đặng lừa lọc con tiên cháu Phật, không? Nhưng mà đến cái chỗ này đó là mong kháng quan, là cái người xem vào cửa xem tuồng. Chà, cái tuồng này dữ nghe. Cái tuồng này coi như là trong khi đó là chúng ta sau này được xem mà. Mà cái tuồng này là tuồng gì, cô bác anh em chứ đồng đạo? Đức Thầy cho chúng ta biết cái trong trời tạo quá vẽ tuồng hay, vẽ cái tuồng hay. Mà cái tuồng này Đức Thầy cho chúng ta biết là tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu rồi, phải không? Tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu là phải chuyển xây cho đất một bầu đang lừa lọc con tiên cháu Phật là cái tuồng này. Rồi bây giờ là mong khán quan vào cửa xem tuồng, tất nhiên là cái người tu chúng ta là phải đi vào cửa. Mà đã vào cửa mà giờ cái cửa đó ở đâu? Ông bà cho chúng ta biết cái cửa đó là cửa ngã bát có nẫu nhị sơn, núi sam tiêu mất, thất sơn điện đền. Cái cửa đó đó, cái cửa vào trong bốn trấn ông thẻ đó, cái cửa vào coi như là trên vùng núi cấm đó đó, để mà chúng ta xem vào cửa đi xem tuồng, thấy không? Vậy thì bây giờ chúng ta coi như là nếu mà không có tu, không có ăn chay, không có niệm Phật đó là không có vé. Mà giờ chúng ta muốn có vé, ai ai cũng sửa mình ha. Giờ đây đến cái phần quả chứng. Đồng đạo này hỏi bốn câu là cỏ cùng cây, điểu thú chim muông, nhân dưới vật quần lai bổn tánh. Đó mới biết ai là Phật Thánh, ai Thảo Hiền, ai lỗi đạo nhà. Thì ở đây mình cũng thay lời cho đồng đạo hỏi. Thì cỏ cùng cây, điểu thú chim muôn là nhân dưới vật quần lai bổn tánh. Quần lai bổn tánh là làm sao gọi là quần lai bổn tánh? Đó, thì đến chừng đó ai là Phật Thánh, ai Thảo Hiền, ai lỗi đạo nhà, thì đồng đạo cũng phân cái này cho nó ấy. Mà đến chừng đó là chừng nào, nhờ đồng đạo Tư Phương giải dùm. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị ủng hộ cho với trưởng trạng có tay. Qua cái tiêu đề này là tiêu đề cuối cùng để chúng ta trở về chính cúng. Đồng đạo mới nêu lên trong cái đoạn là cỏ cùng cây, điểu thú chim muôn, nhân với vật quần lai bổn tánh. Đó mới biết ai là Phật Thánh, ai Thảo Hiền, ai lỗi đạo nhà. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ đồng đạo mới hỏi chứ, là cỏ cùng cây, điểu thú chim muôn, nhân với vật quần lai bổn tánh, mà bổn tánh đó là cái tánh gì mới được? Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ trong đoạn này chúng tôi được biết là được trích trong bài Nang Thơ Cẩm Tú. Bài Nang Thơ Cẩm Tú này nó là Đức Thầy viết ở tại gia đình ông Hương Bộ Thạnh vào ngày 25 tháng 9 năm 1940, và có tất cả là 214 câu mà đồng đạo trích ra là hai câu cho chúng ta bàn. Vậy thì bây giờ đồng đạo mới hỏi là cỏ cùng cây, điểu thú chim muôn, nhân với vật quần lai bổn tánh. Ở đây là trở về cái thời kỳ Thượng Quân Thánh Đức rồi nghe. Quý vị mình coi như là lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi, rồi quý vị mình có ý kiến để góp phần nha. Hiểu chưa quý vị? Vậy thì bây giờ trước câu đó Đức Thầy bảo cho chúng ta biết đó là mong kháng quan vào cửa xem tuồng, mới tới câu này phải không? Mong kháng quan vào cửa xem tuồng mới có cùng cây, điểu thú chim muôn, nhân với vật hoàng lai bổn tánh. Vậy thì bây giờ mong kháng quan vào cửa, mà vào cửa xem tuồng bây giờ tuồng gì mới được, phải không? Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, phải chuyển xây trái đất một bầu đặng lừa lọc con tiên cháu Phật, không? Nhưng mà đến cái chỗ này đó là mong kháng quan, là cái người xem vào cửa xem tuồng. Chà, cái tuồng này dữ nghe. Cái tuồng này coi như là trong khi đó là chúng ta sau này được xem mà. Mà cái tuồng này là tuồng gì, cô bác anh em chứ đồng đạo? Đức Thầy cho chúng ta biết cái trong trời tạo quá vẽ tuồng hay, vẽ cái tuồng hay. Mà cái tuồng này Đức Thầy cho chúng ta biết là tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu rồi, phải không? Tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu là phải chuyển xây cho đất một bầu đặng lừa lọc con tiên cháu Phật là cái tuồng này. Rồi bây giờ là mong kháng quan vào cửa xem tuồng, tất nhiên là cái người tu chúng ta là phải đi vào cửa. Mà đã vào cửa mà giờ cái cửa đó ở đâu? Ông bà cho chúng ta biết cái cửa đó là cửa ngã bát có nẫu nhị sơn, núi sam tiêu mất, thất sơn điện đền. Cái cửa đó đó, cái cửa vào trong bốn trấn ông thẻ đó,
cái cửa vào coi như là trên vùng núi cấm đó, đó để mà chúng ta xem vào cửa đi xem tuồng, thấy không? Vậy thì bây giờ chúng ta coi như là nếu mà không có tu, không có ăn chay, không có niệm Phật đó là không có vé. Mà giờ chúng ta muốn có vé là phải cúng lại nè, phải ăn chay nè, phải niệm Phật nè, phải làm lành nè, phải bố thí nè, phải biết thương người nè, phải biết mến vật, và cái đó là vé không? Để vào cửa, không? Vào cửa xem tuồng. Nhưng mà thôi bây giờ không có bàn qua cái vấn đề tuồng đi. Bây giờ tại vì cái câu này đồng đạo hỏi cỏ cùng cây địa thú chim buông thôi. Chứ nếu mà có điều kiện chúng tôi sẽ trình bày cái tuồng này cho quý vị mình nghe nghe. Bây giờ hát bộ là thường để sao Phật hát tỏ tường cho xem là cái tuồng này. Cô bác anh em chưa đồng đạo, nhưng mà thôi giờ không bàn cái chỗ này. Mà bàn ngay chân cái chỗ là cỏ cùng cây điểu thú chim muôn nè. Nhân như vật quần lai bổn tánh phải hút đạn. Bây giờ cỏ cùng cây điểu thú chim muôn lần sau là cỏ nè, cây nè, điểu thú nè, chim muôn nè, nhân nè, vật nè, quần lai bổn tánh. Quần lai bổn tánh. Như vậy thì bây giờ nếu như hiện tại bây giờ cái tâm của mình đang sống đây, mỗi mỗi người người chúng ta đều có cái tâm. Cái tâm này là cỏ nè, cái tâm này là cây nè, cái tâm này là điểu nè, cái tâm này là thú nè, tâm này là tâm chim muôn nè, tâm này tâm nhân nè, tâm này tâm vật nè, đúng không? Nếu như chúng ta là cỏ cây là vô tình, mà khi người ta đau khổ, người ta hoạn nạn, người ta thiếu tiền, mà mình làm ngơ giả điếc giả câm, tay ôm hũ bạc mắt đăm đăm chờ, này là cỏ cây. Cái đồng đạo đàn, cái tâm này tâm cỏ cây vô tình, người ta đói khổ trong khi đó mình không có quan tâm, không thương xót người ta trên. Tâm này cỏ cây nè. Còn cái tâm mà điểu thú, tất nhiên là cái con chim á, và cái con thú đó là cái con này là không biết đạo lý. Người hơn chợt biết đường đạo lý, người giá cao nhờ nghĩ lương thường, dầu cho thông thái phú cường, nếu không đạo lý lương thường đáng khinh. Là cái tâm này là cái tâm điểu thú nè, thấy không? Cái tâm chim muôn nè, rồi cái tâm nhân nè, tâm vật nè. Như vậy là cái tâm, nếu mà con người chúng ta là con người thì Đức Thầy cho chúng ta biết đó là sao? Nếu thật người là biết thương người, ở đây là tâm nhân, thấy không? Còn cái tâm vật tất nhiên là trong khi đó là không có nghĩ đến cái chuyện như là thương người mến vật. Thì bây giờ sao? Mới đến cái chỗ coi như là nhân như vật quần lai bổn tánh. Bổn tánh, quần lai bổn tánh, thấy không? Như vậy thì bây giờ nếu như đến thời kỳ sau này con người chúng ta mà đặt cái tâm của mình giống như cỏ cây, giống như cỏ cây, thì sau này trở về với cỏ cây chứ có gì đâu. Quần lai bổn tánh, cái tánh mình, bổn tánh là cái tánh gốc, cái gốc của mình tất nhiên là cỏ cây, thì sau này trở về với cỏ cây. Sao à, chú Ngọc, sau này trở về với cỏ cây thì trở về với cỏ cây đó là như thế. Bao giờ biết tỉnh tu hãm giam hồn sát, trốn lao tù, làm bùn làm nước, làm cây đá trơ trọi giữa trời vạn kiếp thu, làm cỏ cây muôn kiếp luôn. Quần lai bổn tánh mà, tất nhiên là trở về đó đó. À, như vậy thì bây giờ nếu như ai có cái tánh á, là cái con vật, thì sau này sẽ trở về với con vật, quần lai bổn tánh. Nếu là cái con người thì bây giờ biết, chúng ta biết tôn trọng tứ ân và biết hành thập thiện, sau này sẽ trở về con người làm dân Phật quốc thực sự thái bình. Thì đó mới biết ai là Phật thánh, ai thảo hiền, ai lỗi đạo nhà. Thì ai là Phật thánh, tất nhiên là bây giờ chúng ta có tu hành thì sau này trở về với địa vị Phật thánh. Còn ai thảo hiền, ai lỗi đạo nhà, tất nhiên là người nào mà thảo hiền mà cái đạo nhà mình coi như là bị lỗi đó hen, thì sau này coi như là bị tiêu, là xử những kẻ hung hăng tồi tệ mà thưởng những xử những kẻ hung hăng tồi tệ mà thưởng những người trung nghĩa vẫn còn, thì sau này bị xử hết, phải không? Thì đây coi như là cái chỗ này coi như là sau này coi như là ai thảo hiền, ai lỗi đạo nhà. Đạo nhà không tưởng tưởng đâu xa, đạo của Nam Bang, của nước nhà, đạo của Phật thầy truyền kim cổ, đạo trung, đạo hiếu, đạo nhân hòa, là cái đạo nhà. Cái đạo nhà là cái đạo đó đó. Mà chúng ta không tưởng, mà không có chịu tu là ai mà lỗi đạo nhà, tất nhiên là bây giờ trong khi đó là bị xử, chứ không có gì đến đâu. Thì rõ ràng cái như là qua câu này là cỏ cùng cây, điểu thú, chim muôn, nhân với vật quần lai bổn tánh. Thì giờ Đức Thầy mới kêu gọi, kêu gọi cho tất cả các chúng ta, bây giờ chúng ta nên cái tập tánh, cái tâm của chúng ta nên tập tánh coi như làm hiền, tập tánh làm Phật, tập tánh làm tiên, tập tánh làm thần, tập tánh làm thánh. Chứ đừng có tập cái tánh làm như là cỏ cây, đừng có tập tánh như là điểu thú, đừng có tập tánh như là cái loài vật, không?
Mà nếu mà tập tánh như loài vật, tất nhiên là cái tâm chúng ta ích kỷ, bỏng xẻng, rứt rống, không giúp đỡ gì cho ai, thì sau này chúng ta trở về với cái tánh đó đó. Như vậy thì quý vị mình được biết đó, hồi xưa đó hen, là trong khi đó đó bà coi như là cái trong cái mẫu chuyện phong thần đó cô bác anh em với đồng đạo, thì quý vị mình cũng được biết coi như là trong cái chuyện coi như là Dư Hồng Dư Triệu, là suốt trong thời gian đó, là trong khi đó từ một cái con thú, một cái con rùa mà nó tu coi như là suốt coi như là 500 năm như vậy mới trở thành người, phải không? Nhưng mà không nghe lời thầy dạy, cuối cùng đầu đó hen là Dư Hồng Dư Triệu phải đánh đọ trở lại trụ hình làm cái con rùa. Trụ hình lại làm con rùa là nhân với vật hoàng lai bốn tánh. Nếu như mà trong khi Dư Hồng Dư Triệu mà trong khi đó biết lên ăn năn sám hối và biết tu hành, mà từ trong con người đó sẽ trở lên hen là sau khi nó được thành tiên tánh Phật, mà không chịu mà quay trở lại coi như là trong khi đó phải chịu coi như là đánh đọ trở lại mấy trăm năm mà phải trở lại cái con rùa. Quý vị mình biết coi như là trong đó là chuyện mà tam hạ năm được. Rồi bây giờ quay qua cái chuyện phong thần là bà Thạch Cơ. Quý vị mình biết từ trong cục đá mà tu luyện mấy trăm năm vậy coi như là được chuyển thành coi như là bà Thạch Cơ. Mà trong khi đó bà Thạch Cơ có hai vị đồng tử coi như là đang đi hái rau, đang đi hái trái cây coi như là ở trong núi, là bị coi như là ông Na Tra đó. Quý vị mình biết không? Ông lấy coi như là cái cung của cái tại đền Giê-xu đó, trong khi đó ông bắn thử thôi. Ông bắn thử sao mà chết hai vị đồng tử của coi như là bà Thạch Cơ. Mà trong khi đó bà Thạch Cơ theo là bắt coi như là Na Tra phải đền mạng. Nhưng mà trong khi đó là Na Tra năn nỉ coi như là Thái Ất cũng ra năn nỉ, đó là chẳng qua coi như là sợ lỡ lầm thôi. Nhưng mà bà Thạch Cơ bà không có chịu, bà nói coi như là phải giết coi như là ông Na Tra mới được. Cô bác anh em chứ đồng đạo, cuối cùng rồi coi như là bà Thạch Cơ bà nổi xung thiên bà đấu tranh, rồi trong khi đó ông Thái Ất đó, ông mới tin gì đệ tử của ông, không? Rồi cuối cùng ông Thái Ất ông lấy cái lòng ông chụp bà Thạch Cơ hay đánh bà Thạch Cơ coi như là trong khi đó là phải trụ hình lại là thành cục đá. Quý vị mình thấy không, nguy hiểm không? Mấy trăm năm rồi bây giờ nhẫn nhục không nổi, từ cục đá mà coi như là thành người, mà bây giờ còn bản đánh đó, sao cuối cùng phải trở lại coi như là cục đá. Còn mình đây, bây giờ nãy giờ nói như là bây giờ bà Thạch Cơ với Hồng với Triệu rồi phải không? Bây giờ tới mình là cỏ cùng cây điểu thú chim môn nhân với vật quần lai bụng tánh. Mình ở đây là cũng gốc ngài thượng đế xuống trần, hoài đầu nghe tiếng chuông ngân trở về chúng cũ chơi gần Phật tiên. Mình ở trên xuống mà, bây giờ mình phải làm sao có đức tánh nhân từ, phải không? Thì bây giờ mình trở về nơi cụ vị, phải không? Còn nếu như mà cái tánh của mình bị đọa lạc vào nơi cầm thú sống theo loài rừng rú ngu đần, sao dù trở lại nhân thân dễ quen tánh thú nhiều hơn tánh người. Nếu như ai còn tánh thú thì sau này cũng phải trở về tánh thú, không? Thì rõ ràng vậy là có cùng cây điểu thú chim muôn mà nhân với vật quần lai bổn tánh, tất nhiên là trở về cho tánh gốc của mình. Đó là cái ngày lập hội. Mà cái ngày lập hội đó tất nhiên là cái ngày đó coi như là tất cả các chúng sanh, tất cả nhân loại, ai mà còn tánh nào thì trở về với cái tánh đó. Nếu như chúng ta có tu hành thì được trở về coi như là địa vị của Phật tiên. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết là đặng Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn đặng ban thưởng Phật tiên với thánh, ban mình được làm Phật, ban mình được làm tiên, ban mình được làm thánh. Còn ai mà không tu, nếu mãi mê mang mùi tục lỵ thì linh hồn chìm đắm chốn đây hà. Lòng thầy chưa xót, ruột thầy đau, nghe được lời khuyên tỉnh với nào, kiếm quệ giúp xong rồi qua báo, lo gì cửa Phật chẳng chen vào. Đó là qua nội dung như trên mà được đồng đạo nêu lên. Vậy thì chúng tôi cũng xin tóm lại là người tu hành chúng ta muốn sống được đời thượng quan, muốn sống được coi như là thời kỳ của hội Long Hoa Thánh Đức sau này, thì chúng ta phải cố gắng dâng lời thầy được dạy, để mà chúng ta sau này có đủ điều kiện, có đủ nhân viên mà chúng ta được gặp thầy trong ngày Long Hoa Đại Hội. Cô bác anh em với đồng đạo, vậy thì trong bốn câu này chúng tôi cũng nhu cầu cùng tất cả chư quý vị hãy đáng tu tập theo lời Đức Thầy chỉ dạy đi. Đó là chúng ta phải kiên trinh mà chịu lúc nặng tay, dẫu có gian nan giả chớ nài, vàng đá bao khoen cân nước lửa chì thao, lắm chuyện lúc đăng hài, bền gan chờ đợi ngày xâm hiệp, gắn chí trong mong bữa thiệt khai, thiên địa tận quang gom một mối phàm trần dẫn kiếp, kiến bồng lai. Nam mô A Di Đà Phật.